Chúng ta chỉ cần chọn công ty sản xuất, chọn tên sản phẩm là chúng ta sẽ có được đơn giá. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng mà chúng ta không cần phải nhập thông tin gì cả. Cách tính đơn giá như sau, chúng ta cũng tiến hành là dò tìm. Và chúng ta sử dụng hàm gì ạ? Chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm cái bảng này. Nhưng vấn đề ở đây là do chúng ta có nhiều bảng khác nhau nên chúng ta không thể nào mà dò theo kiểu thông thường là VLOOKUP xong, mà chúng ta phải làm thêm một cái hàm nữa là hãy address như hồi nãy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên cho cái bảng này, đó là Honda. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đặt là Honda 1 các bạn ha, tại vì chữ Honda sẽ trùng với bảng trước đó. Tiếp theo là bảng Suzuki cũng như thế các bạn nha. Ok. Và bảng Yamaha cũng thế các bạn nha. Rồi. Sau đó chúng ta tiến hành làm như bình thường, dùng hàm VLOOKUP dò tìm. Mã dò chính là tên sản phẩm. Phải bảng dò, bây giờ chúng ta có nhiều bảng thì để lấy dữ liệu từ nhiều bảng chúng ta sẽ dùng hàm tham chiếu như tôi đã nói lúc đầu là hàm INDEX. Rồi điều kiện tham chiếu chính là dựa vào công ty sản xuất thì chúng ta chọn ô công ty sản xuất. Nhưng vì công ty sản xuất đây nó chỉ là OC6 thì nó chỉ là chữ Yamaha. Trong khi đó tên mình đặt sẽ là Yamaha 1 nên chúng ta cần ghép với số 1 để nó có thể là giống tên để lúc nó dò tìm được các bạn nha. Phải cột lấy cột số 2 và phải không. Đóng một lệnh Enter ra là được đơn giá. Các bạn có thể kéo xuống như bình thường. Thì khi các bạn thay đổi thông tin của các sản phẩm này thì đơn giá sẽ được nhảy theo các bạn nhé. Đây là cách làm mà chúng tôi sẽ thực hiện giúp các bạn. Đây. Vậy thì nguyên tắc ở đây là gì? Là hàm INDEX này chỉ hoạt động được khi nào? Khi các bạn đặt tên, cái vùng dữ liệu nó trùng với tên của cái điều kiện mà bạn tham chiếu, chính là cái công ty này các bạn ha, hay là cái nhóm sản phẩm này thì mới dò được. Những cái tên nó sẽ khác thì chúng ta phải làm sao để cho nó giống được cái dò.